Light Finance, the world of financial freedom. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Light Finance. Các bạn thân mến, các trader khi bắt đầu giao dịch hay những người mong muốn đầu tư vào Forex luôn đặt ra câu hỏi: có thực sự kiếm được tiền từ Forex hay không? Câu hỏi này tôi nghĩ nó vẫn luôn tồn tại với thời gian, từ tháng này sang tháng khác, từ năm này qua năm khác, cho đến khi mà các trader thua lỗ triền miên đến mức không còn thua lỗ được nữa, thì câu hỏi này mới biến mất. Tôi biết chắc chắn rằng các trader mới và đặc biệt là những trader đã giao dịch một thời gian mà vẫn còn thua lỗ, vẫn đang hoài nghi tính khả thi trong việc kiếm tiền ở thị trường Forex. Đây là điều dễ hiểu khi những người như tôi hoặc bạn khi mà chưa kiếm được tiền từ Forex sẽ luôn hoài nghi liệu có ai đã kiếm được tiền chưa? Họ sử dụng phương pháp nào? Họ dùng indicator nào? Họ vào lệnh ở time frame nào? Vốn họ bao nhiêu? Đây là những câu hỏi quen thuộc mà các trader hay thường hỏi. Trên báo đài, diễn đàn hay mạng xã hội thường kháo nhau rằng tới 95% trader trên thị trường là thất bại, chỉ có 5% là sống sót và kiếm được tiền mà thôi. Ai sẽ là người nằm trong 5% này đây? Liệu mình có quen người đó không? Hay thực sự chẳng có ai? Hay Forex thực chất chỉ là một cái sòng bài và người thắng cuộc chỉ toàn là các broker và toàn thể các trader đều thua lỗ hết? Tuy nhiên, không phải như vậy đâu các bạn nhé. Nếu có ai đó nói với bạn Forex không hề có người thành công thì họ đã nói sai rồi. Chúng ta không cần nghe những câu chuyện của ai cả, chúng ta cần sự thật. Đơn giản là các bạn vẫn còn nằm trong vòng luẩn quẩn. Các trader mới thì vướng phải tư duy tự do tài chính, thu nhập thụ động, rồi mong muốn trở thành triệu phú, nên những giao dịch thì full tài khoản, rồi bị thua lỗ, rồi nạp tiền, lại muốn trở thành triệu phú, vân vân. Trader đã giao dịch một thời gian thì vẫn theo hành trình cũ, phát hiện một hệ thống, tìm phương pháp, indicator thần thánh, thì sẽ nghiên cứu trader để mưu dễ thắng. Nhưng khi trader thua lỗ thì sẽ bỏ phương pháp đó và tiếp tục phát hiện ra những phương pháp thần thánh khác, và nếu thua lỗ thì lại tiếp tục tìm kiếm hệ thống khác nữa, vân vân. Lần đầu bạn sẽ hoài nghi thị trường Forex không hề có người chiến thắng, hoặc nếu có thì không phải là mình. Vấn đề của bạn là gì? Bạn nên học hỏi cách chơi Forex từ những người thành công thực sự, tìm hiểu cho mình những phương pháp giao dịch phù hợp và theo dõi để nắm bắt những tin tức từ thị trường để giao dịch một cách hiệu quả. Sẽ chẳng có ai thần đồng đến mức không cần học vẫn có thể giao dịch thành công. Những người thành công họ vẫn luôn cố gắng tìm hiểu và nắm bắt thị trường hàng ngày. Thắng một lần có thể do may mắn, nhưng sẽ không có may mắn nào là mãi mãi. Bạn nên cố gắng cải thiện mình để nâng cao kết quả giao dịch nha. Và khi muốn giao dịch, bạn nên chọn cho mình một sàn giao dịch phù hợp với mình và có những ưu đãi tốt. Để có thêm những thông tin bổ ích về Forex và thị trường, hãy theo dõi kênh YouTube của chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số phát hành tiếp theo.